Mời nhân viên giám đốc xin chia bị cáo như thế nào để cách thế nào để mà trả nợ. Trong đó bị cáo là người mời chỉ dẫn tiếp để làm án để mà để lấy tiền để mà trả tiền cho chỉ dẫn. Đặc biệt sau cái giai đoạn xét xử nhân thẩm này thì cảm biến thủ tục khắc phục. Chúng ta có lời cho bị cáo Hiên. Anh Hàn đấy nhá. Dạ. Vẫn là chỉ dẫn. Anh ở tình hình trật tự an toàn xã hội. Thay đổi bổ sung thay đổi gì không? Bị cáo á thì có cái tài sản gì mà dùng tiền tạo chiếm đoạt tài sản tạm trừ điểm A phần 4 điều 174 điểm B F phần 1 phần 2 điều 51 bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Thị Hiên 14 năm tù về tội lừa đảo.